qua nhớ cái video ghế nhận đấy một tay để anh quay này anh đăng YouTube mới mốt luôn kỷ niệm. Nào nha, con chó nào, con chó nào à? Chưa kêu nó. Chưa tới nó. Dân tu quả hai hai bên kia có gì sai sót không? Nó ghi sai á. Ngân. Chào mọi người đi. Đây là nữ một dịch nha. Rồi cái này đó. Anh chuẩn bị đăng YouTube. Tốt. Để nó quay hết mấy này luôn mà. Mấy đồ ăn mà nói gì á? Mày ơi, à Đức ơi. Giờ ơi sao không ao nó vậy? Sao bây giờ thế thì hai đứa quay cái này bán ghế không kia ngồi. Sao vậy? Dạ lấy lưu lại giúp cái sau cái gì. Tôi sẽ ao tôi chỗ đi. Đây. Trời ơi. Máy này mua mới 18 triệu mấy. Ờ. Mua mới 18 triệu mấy nhưng mà không phải mua mới hiểu không? 2 năm rồi chứ. 4 năm. Sao kêu máy nó bữa hư rồi? Hư rồi, anh sửa rồi. Hư pin thôi. Có pin à? Ờ. Anh giữ à. Cầm cái điện thoại lên là biết nó hư ở đâu. Mà mong mình không có sai sót gì đấy. Mày á, mày sai đó. Mày viết cái bản trước bản sau của mày có lưu không? Lưu rồi không cái gì để viết lại. Đó thì đó bởi cái khả năng mày không giống cái bản trước là không được. Đây là những vị lãnh đạo tương lai. Anh phải giới thiệu đây cán bộ hôm nay đừng nói dính đó đăng được. Đây đang chủ sĩ hả? Ngồi đó. Tao nói lãnh đạo tương lai tao nói. Cảm ơn Đạt phải được được mẹ nha. Ủa, anh kêu cán bộ chứ em nói gì đâu. Mà ăn trước nha mấy bạn. Ê mày muốn ăn không mày phải đưa cho anh mày ăn trước chứ mày. Lịch sự. Không có là gì á. Không có là gì á. Nè điện thoại nè. Anh ơi lát em mà quên nha. Điện thoại đâu? Rồi đâu? Hay quên lắm. Món ăn đã tới. Đây là Min chỉ mỗi đâu thôi. Hello mọi người. Còn đây là Đạt có điên à. Anh đâu đang Facebook, anh đăng YouTube thôi. YouTube đây là đoạn kèm nha mọi người. Đây, ớt này hình như nó không có cay phải không? Đây là Phùng Ngọc Khánh. Quan chị. Con ngài. Đây, phát củ đi. Tôi còn tí, tôi còn lại mấy chiếc cây, cái nho. Ai đăng tí. Sầu tí. Ngày qua đi. Cái phát này em, nếu thì lấy. Ủa, anh chưa xe nó có món. Rồi, cảm ơn em. Mấy đũa bằng inox này mỗi lần gấp tức lắm nha. Đây, hai người đi. Mày làm sao? Con Ân nó chạy quả nè hả? Anh lấy này chứ đi nè. Sáng nhà chưa ăn sáng luôn á.
miếng nào còn miếng nào tinh. Gọi chưa? Thôi ăn rồi đừng có mời nữa. Đúng là tao phải mời trước kìa. Thôi tự lấy thì không cho anh ăn. Thôi thôi giờ. Đi đâu gì? Ăn miếng bánh gạo đi. Ngồi lại đi ngồi chỗ. Rồi muốn rửa mày đâu? Mày làm gì mà cái chạy dữ vậy? Ai rồi? Đâu hết ốc ốc bên đậu chứ. Có cái đang gì à? Bên đang có gì? Thôi mày chịu qua đi. Lấy đi chơi. Lấy nhá. Lấy nước. Đó lấy chủ động. Khỏe chưa? Thôi mệt quá mệt rồi. Hai thằng nhỏ mày đi lấy đồ ăn đi. Nhìn con nhiên đứt cái nhỏ đứng gì lấy đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lấy đi rồi chú lên cho. Ăn gì vậy? Đây là long tỷ. Trời ơi, bà Ngân ăn bất chấp luôn rồi. Trên lái là có cháu. Lô đồ ăn bên kia, bên kia có đồ ăn, bên đây chỉ có nước uống rồi. Bên kia có đồ ăn hả? Có gì đâu, cũng toàn này ăn đâu đỡ. À, ăn nó luôn, có này bao ngon. Ăn cái gì vậy? Ăn cái gì vậy? Quá sấp. Làm như ớt chua nhá. Đau cay là cái này không? Tại vì ớt mà cay á, nó ở xứ nhiệt đới thôi. Trên nước ngọt qua lên nha. Trên kia lông mía này, trên kia lông mía này. Trên nước ngọt qua đi nhập. Đi. 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 Đi.